Bất ngờ chưa? À chưa. Trung thu rằm trung thu con rất đèn đi chơi. Làm cái clip này giải ngố hồi chiều không biết mở sao, cái mấy chị bình luận bị má rồi. Mấy chị bình luận mới biết là cái hộp đèn mà đây dễ thương quá. Nói chung mình rất là thích bên bánh ở đây, bánh quay và lá chưa của trên của Phát Hồng Đồng, tại vì rất là mang ơn bên đó. Tại vì nếu không có bên đó thì chưa chắc có mình ngày hôm nay, cho nên là gọi là thầm cảm ơn thôi. Có nghĩa là chúng mình đâu làm gì đâu, tức là mình được xuất thân ở đó, được biết tới ngành cưới, được gặp được nhiều người thì mới có cơ hội cho mình có được ngày hôm nay, cho nên không bao giờ quên được. Thật sự như bây giờ là con cái có điều kiện sống, có nhà có cửa thì cũng nhờ từ đó. Cũng buồn là dạo gần đây là kênh của mình bị gọi là giảm tương tác rồi, chứ còn thực ra nếu mà không giảm tương tác thì bằng mọi giá mình sẽ làm cho cái bánh này nó viral. Mà thật ra đơn giản là mình không làm thì người ta cũng đã viral rồi. Nghĩ mình chia sẻ mọi người, người ta là một thương hiệu rất lớn, người ta đầu tư rất bài bản chỉnh chu, người ta bán một cái hộp bánh có 1 triệu mấy quá đẹp, thì mọi người nên mua để biếu mà rất đẹp. Và đặc biệt nó được nó một cái nha, cái cảm nhận của cái người mà được nhận hộp bánh và cảm thấy được trân trọng. Và đây là một trong những nơi mình nghĩ rằng bạn nên tới mua bánh. Cứ đến trung tâm hội nghị thì cứ qua Valas hoặc là Jam vô đó mua. Mình cứ vô trong lobby mình mua, chỗ nào người ta cũng có bán cà phê, mình vô mình uống cà phê mua bánh. Bao đẹp, bao sang, nói chung là sang lắm. Tại vì mình xuất thân từ đó, mình khẳng định mọi người là cái sang của họ là cái sang họ tự cố gắng tạo ra, chứ họ không có chuyện này nha. Sao dễ thương? Dầm chung 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 chung. Mọi người comment review hộp bánh này cực kỳ xịn sò. Mở ra hộp bánh, wow, trời ơi, cái bánh trung thu thật là tuyệt vời. Cái hộp chờ trông ăn đêm nay biếu bánh đến rồi. Cảm ơn nhà nó gửi cho, cảm ơn đối tác Tân Tàu đã biến em một hộp bánh rất là xịn sò. Không phải em quay lên bên về, em rất là thích bánh của Quật Mê, của bên James, của bên Wabalab, em rất là thích, cho nên là em mới quay lên thôi, chứ em cũng không phải là vì hộp bánh mà khoe nha. Tại chắc mọi người cũng biết là Tát Tứ nha, với Tát Tứ ảnh bánh thì nhiệt đầy rồi đúng không, cho nên là khoe cả nhà rất đẹp. Mình sẽ đọc hộp cho cả nhà xem một cái hộp bánh trung thu xịn nhất theo mình nha. Thì nó đẹp, có rất là nhiều đối tác tặng bánh trung thu, nhưng tại sao mình vẫn muốn cái hộp bánh trung thu này là bởi vì mình xuất thân từ tập đoàn này. Tức là mình hồi xưa mình làm nhân viên ở Wabalab á, cho nên mình hiểu được cái quy trình mà họ làm ra một cái sản phẩm nó rất là tâm huyết, cũng như là ekip bên đó người ta rất là chuyên nghiệp. Và có một điều rất đặc biệt đó là chính họ là người làm ra, chứ họ không có làm bên ngoài. Mà bánh ở đây cực kỳ ngon luôn, đẹp lắm. Đầu tiên mọi người thấy cái hộp không? Wow, rất là đẹp nha. Để đúng tên này, Quật Mê là cái tích ở bên ngoài rất là đẹp ha. Người ta làm rất là xịn sò, nhìn cái hộp là thấy chất lượng. Ngon dở không cần biết, một cái hộp. Nhưng mà một điều mà có thể khẳng định với mọi người là mọi người đi mua trên thị trường không có, tức là sẽ không có chỗ nào giống như cái hộp bánh này. Nhìn nó rất là đẹp, sang, cái độ tinh khiết của nó không phải bàn cãi, tại mình đã từng là nhân viên ở đây. Rồi, tiếp theo mình sẽ mở đi ra. Wow, trời ơi, cái hộp quá đẹp, nồi hộp đẹp quá. Năm nào bên này ra mình cũng mua hết. Tức là bản thân mình mua đi biếu cũng nhiều lắm. Hôm bữa mình cũng có biếu Á Hậu Phương Anh một hộp, cũng mua từ thương hiệu này. Mọi người thấy rất là đẹp đúng không? Trời ơi, quá là xịn sò. Đây, chúng ta xem. Đây là cái hộp nha. Đây là Meca, xung quanh là nhung. Nhung mà sang không? Meca người ta uống cái đường nét rất đẹp, giống như từ review trung thu. Thật ra không phải review đâu. Các bạn cứ đi vào trên và qua lắp Phạm Văn Đồng và qua lắp Hoàng Văn Thủ, và mua giá thì không quá mắc đâu. Nhưng mà nó rất là xịn đáy. Đây là những cái hộp bánh nè, quá đẹp. Trời ơi, một hộp bánh trung thu vậy thì còn nó quay đẹp cho em, quay đẹp cho mọi người có thể chịu này. Bánh ngon bánh dở thì không cần biết, nhưng mà đây là một trong những cái hộp rất là đẹp mọi người. Thật sự là mình rất là thích. Đây là mình, theo mình nghĩ ở đây nó phải có cái đèn đúng không, nó phải có cục pin nào đó. Đó, mình mò cái pin coi, phải có pin không ta? À có đúng không, trời thông minh ghê, nhìn là phải hiểu rồi đúng không. Đây nó có cục pin nè, nó sẽ sáng đèn, mò cái đèn này.